Chúng ta tiếp tục với chương trình tiếng Anh lớp 7 Grade On. Sách học sinh, student book. Unit 2, Fish for Life, 2A. Reading, page 31. Exercise 9, exercise 9, page 31. Writing, a block comment. A block comment. A block comment, ok. Một cái bình luận trên blog. Hãy nghĩ về môn thể thao yêu thích của bạn. Think of your favorite sports and make notes in your notebook under the heading name of sports, place, number of players, equipment, aim, and how to play it. Use your notes to write a blog comment on the blog about 60 to 80 words. Hãy nghĩ về môn thể thao yêu thích của bạn và hãy ghi chú trong vở của bạn về những cái tựa đề như là tên của môn thể thao, chơi ở đâu, số lượng người chơi, trang thiết bị, mục tiêu và chơi như thế nào. Và sử dụng cái ghi chú này để viết thành một cái blog comment ấy, trên cái trang blog khoảng 60 đến 80 từ. Và chúng ta sẽ viết như sau. Ok, rồi, name. Ví dụ chúng ta sẽ giả sử đây là môn table tennis, môn bóng bàn. Chơi ở đâu? Place, at the school yard, sân trường, hoặc trong công viên, hoặc ở sân nhà, sân trước nhà hay là gì đó, tùy. Number of players, người chơi 2 hoặc là 4 người. 2 or 4 players, equipment, trang thiết bị. Table tennis bat, cái gậy, cái vợt đánh bóng. A table ball, a table tennis ball, một quả bóng bàn. A table tennis ball, a table tennis table, một cái bàn bóng bàn nhé. A table tennis table. Now, aim, mục tiêu là gì? It's burn calorie. It's burn calorie to lose weight. To lose weight. It's burn calorie to lose weight. Nó sẽ đốt cháy calo để mà giảm cân. It help improve hand eye coordination. Nó giúp cho sự liên kết giữa tay và mắt. How to play, chơi như thế nào? Player try to hit the ball to work the opponent without going up line. Người chơi cố gắng đánh quả bóng hướng tới đối thủ của mình mà không ra khỏi đường, không ra khỏi vạch. Player earn point. Người chơi kiếm điểm when the opponent fail to reach the ball or hit it back. Người chơi sẽ kiếm được điểm khi mà đối thủ không có chạm được bóng hoặc là đánh bóng quay trở lại. Giờ chúng ta sẽ viết bài. My favorite sport is table tennis. My favorite sport is table tennis. I usually play it at the school yard with my friends. Two or four players use the bat to hit the ball on a hard table. Players try to hit the ball to work the opponent withdraw a blind and we earn point when the opponent fail to reach the ball or hit it back. This support help us burn calorie and improve hand-eye coordination. Okay, môn thể thao yêu thích của tôi đó là môn bóng bàn. Tôi luôn luôn chơi nó ở sân trường với bạn của tôi. Hai hoặc bốn người chơi sử dụng cái vợt để đánh vào quả bóng ở trên một cái bàn cứng. Người chơi cố gắng đánh vào quả bóng hướng tới đối thủ mà không ra khỏi vạch. Và chúng tôi kiếm điểm bằng cách khi mà đối thủ tức là đối thủ không có chạm được vào quả bóng hoặc là đánh bóng quay trở lại. Cái môn thể thao này giúp chúng ta đốt cháy calo và cải thiện được sự liên kết giữa tay và mắt.